Dạ, em là Hoàng Thị Hiền, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên. Môn gì? Dạ, môn ngữ văn. Thôi mời em. Dạ, em là Vũ Thành Linh, năm nay em 26 tuổi, em là giáo viên. Ủa, giáo viên luôn hả? Dạ. Môn gì cơ? Dạ, em là dạy giáo viên chủ nhiệm, là dạy các môn, trừ các môn bộ môn năng khiếu. Là giáo viên chủ nhiệm. Anh hỏi nè, tụi em là ở đâu ạ? Dạ, tụi em đến từ Biên Hòa. Từ Biên Hòa mới lên đây hay sao? Dạ, em dạ, tụi lên em... từ chiều hôm qua. Rồi, bây giờ anh hỏi nha, hai bạn quen nhau ở đâu? Dạ, ấn tượng đầu tiên của các bạn là gì? Em và vợ em là sinh ra lớn lên Đắk Lắk. Dạ, thì xuống Đồng Nai lập nghiệp sao? Dạ, tụi em quen nhau từ hồi sinh viên. Thì em ở được một năm rồi thì vợ em chuyển phòng trọ đến chỗ em. Dạ, chuyển đến sát phòng của em luôn. Cái lúc mà chuyển phòng trọ đến thì cái anh đánh lăng xăng á, cứ sang tự động giúp em vô dọn phòng rồi này nọ. Nhưng mà lúc đó là em vô liền, cái em giới thiệu liền là em sinh viên năm 2 rồi. Cái anh nói là vậy thì là hàng xóm của nhau nha, nhưng mà em học năm nhất, chị học năm 2. Cái xưng là chị em. Cái bằng chị hả? Dạ, chị em. Chị em ngọt lắm. Cái gì cũng sang giúp chị Hiền á. Dạ, tại vì em thấy là vợ em học năm 2 còn em học năm nhất. Rồi sao nữa? Hồi hộp. Dạ, sau đó bao nhiêu lâu thì chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 2 tháng sau là đến ngày Valentine. Rồi trong lúc yêu nhau thì có suôn sẻ không? Không, có suôn sẻ. Bất chấp lắm ạ. Tại vì trong thời gian từ khi yêu đến khi cưới là tụi em chia tay nhau 2 lần. Lý do chia tay? Bắt đầu chia tay là do tụi em có khoảng cách. Em là ra trường trước anh 1 năm. Em ra trường thì em về dưới quê, còn anh một mình ở trên thành phố. Thì anh đi thực tập. Mà cái thời gian anh đi thực tập mà anh yêu cái cô ở trong trường luôn. Sao mà cách lòng luôn vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao em? Thì lúc mà em về thì em thấy anh tuần nào anh cũng bắt xe buýt mấy chục cây số về nhà em. Rồi là quan tâm chăm sóc em không có nghi ngờ gì hết á. Đến sau một thời gian thì em thấy ở trên Facebook á, bạn bè anh rồi là thậm chí có những cái comment của cô gái này với anh nữa, ngọt ngào lắm, nói chuyện tình cảm. Rồi ai cũng hỏi là ủa mày với cái cô kia sao rồi, yêu nhau như thế nào rồi. Lúc đó em bắt đầu nghi ngờ nên là em lên phố em xin việc làm, chủ yếu để gần người yêu mình hơn, để xem sự thực nó như thế nào. Thì sau đó mới vỡ òa ra là đúng rồi, anh sự thật là sự thật. Phủ phàng lắm lúc đó. Em phát hiện ra rồi, em đau khổ rồi. Em quyết định là nếu mà để quên được cái người đàn ông này, em phải rời khỏi cái mảnh đất này thôi. Tại vì anh là mối tình đầu của em, nó sâu sắc lắm. Thế sau thời gian mà em tỉnh ngộ ra thì em mới bắt đầu bắt xe xuống Biên Hòa, em xin việc. Chứ em nghĩ là em đã quên được anh thì em phải đi xa nơi đó. Coi như là từ nay đường ai nấy đi. Không gặp luôn. Dạ, không liên lạc gì với nhau nữa. Rồi đến bao lâu mới gặp lại? Là cơ duyên ông Tơ và Nguyệt tiếp. Thì đến hè thì em về. Em níu lại tình cảm với vợ em. Lúc là công việc của em là mất luôn. Mà trong khi đó là em mang nợ nữa. Nợ nần ngập mặt rồi cứ về nhà em ở lì vậy đó. Mấy tháng hè em về nhà đó, ông cứ ở trong nhà vậy đó. Cứ đụng chạm mặt nhau trong khi đã chia tay rồi. Đó là sao? Tại vì em không thể biết đi đâu về đâu. Về nhà thì em không thể về được rồi. Tại vì ba mẹ rồi hàng xóm mà bạn bè biết mình đi làm rồi. Công việc ổn định rồi. Mà bây giờ quay về thì đi làm rẫy thì xấu hổ. Thì lúc đó là em mượn vợ em, mượn tiền để ra trả nợ. Thì lúc đó vợ em cũng có tiền thì cho em mượn. Sau khi em trả nợ xong thì vợ em động viên em là thôi bây giờ đã lỡ vậy rồi thì không phải đi dạy mới kiếm được tiền đâu, nghĩ lại đi anh. Vợ em nói thế thì em cũng đi xe lên Biên Hòa. Lên đó thì em trải qua rất nhiều việc làm, bốc vét, rồi công nhân, rồi thợ sơn. Thì khoảng 9 tháng sau thì em mới xin được việc lại, được trúng tuyển viên chức vào Biên Hòa. Thì sau khi có công việc lại rồi thì nhiều lần nằm trong phòng một mình bốn bức tường thì em nghĩ là xưa nay mình phụ cô nhiều quá, đối xử cô tệ quá, mà lúc nào cô cũng yêu thương mình, nghĩ đến mình, nhất là những cái lúc nhưng mà mình mất việc, mất tất cả, cô luôn bên mình. Thì lúc em suy nghĩ lại thôi, nếu mà tìm cái người mà con gái thứ hai này chắc không có. Không có. Mà lúc anh nằm trong bốn bức tường là ở trong nhà của cổ hay là nhà trọ? Cô thì ở với người thân, thì em thì ở trọ một mình thôi. Em thì em yêu anh này quá, mà cái lúc mà nói thất nghiệp này rồi là nợ nần, tụi chúng thấy thương. Không biết là giờ này anh phải làm sao, mà tính anh thì em cũng sợ là lúc mà anh cùng đường rồi này nọ thế kia, em sợ chịu nhiều chuyện xảy ra. Cái quyết định là xin gì rồi là cho anh mướn phòng trọ, xong cũng nói với người thân em biết nữa. Là hai gia đình là đều biết là tụi em qua lại với nhau. Rồi, coi như là... Sau đó là tụi em kết hôn. Sau đó kết hôn. Dạ. Vậy gì giờ kết hôn thì anh này cũng còn lang nhang từ lúc mà cưới về tới giờ. Cái ngựa còn quen đường cũ còn, không? Còn quen cũ không? Dạ, bữa nay em tự nhận mình là em ngon lành, đàng hoàng. Không có gì xưa. 26 tuổi rồi đúng không? Dạ, đúng không? Lớn đứa con nữa rồi. Trưởng thành rồi. 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Dạ. Anh hỏi nè, rồi bây giờ vỡ mộng gì về cái ông này? Lúc mà cưới nhau về thì thời gian đầu tụi em cực kỳ khó khăn trong vấn đề là do không có nội ngoại ở gần á. Thì tụi em sinh con ra thì 6 tháng đi gửi trẻ rồi á, nó cứ bị bệnh liên tục á.
Thì lúc này hai vợ chồng cứ thay nhau nghỉ, mà anh cũng là giáo viên nữa, cứ nghỉ thì lại không có ai coi lớp dùm á, khó khăn lắm. Xong rồi về nhà vợ chồng bắt đầu hay xảy ra xung đột. Tính anh á thì cáu gắt, có chuyện gì không có đáng anh cũng cáu lên, mà hay nói những cái lời rồi cáu gắt với vợ con lắm. Rồi cái thứ hai là anh cũng còn ga lăng với những cái đồng nghiệp nữ. Ví dụ như em nhắn tin hoặc em gọi điện, chồng ơi trưa nay chồng đón con dùm nha, anh chỉ nhắn còn từ ừ, hoặc là anh ơi ngày mai mình đi chơi đi, anh kêu thôi đi làm gì, có gì hay đâu mà đi, kiểu cứ hay không có thích gần gũi vợ con. Nhưng mà đồng nghiệp nữ mà nhắn tin thì trả lời. Dạ, nhắn tin hoặc thậm chí là đang xe đang lao xuống dốc mà có đồng nghiệp nữ gọi điện là anh dừng lại nghe, alo Linh đây, kiểu vậy. Trời ơi em nghe em sôi máu lên luôn á. Ờ vậy đó. Nhưng là anh ga lăng, anh ngọt ngào với người khác, nhờ thì hay giúp đỡ. Nhưng vợ mà thì... bây giờ là có còn có những cái cử chỉ lãng mạn, những cái lời nói nó cái kiểu mà ngôn tình giống như cái thời miễu nghèo nữa không? Từ hồi xưa yêu nhau nhờ anh ấy là không phải là tiếp người lãng mạn. Anh ấy thực tế lắm, em thì rất là thích được tặng hoa. Nhưng mà anh ấy tặng cái nồi lẩu với thùng bia. Trời ơi! Vậy đó. Nhưng mà cũng là có quà đúng dạ, không? Dạ, chỉ có điều là anh chưa có chạm đúng cái điều mà em thích thôi đúng không? Hoặc là sinh nhật con gái anh tặng cái hộp sữa. Tháng nào cũng mua sữa rồi. Có nghĩa là từ lúc yêu cho tới bây giờ anh ấy không bao giờ tặng hoa cho em rồi. Dạ đúng rồi, chưa bao giờ. Chưa bao giờ tặng hoa. Nếu mà có tặng là do bị ép tặng được một lần. Vậy hả? Chưa lần đó lần nào? Lúc mà đang yêu á. Cách đây mấy năm? Năm năm rồi. Bây giờ anh hỏi thật lòng. Dạ. Em có muốn chồng em tặng hoa cho em hay không? Chúng còn tặng thì anh cho chồng em một cái này. Dạ không cần. Chồng nãy giờ chồng nghe vợ nói, chồng có thấy đớn đau không? Dạ thì em cũng thấy áy náy, tại vì con người em là sống nội tâm. Em cũng cái tình cảm của em với vợ với con em không có khi nói, không thể hiện bằng lời được, em hay để trong lòng. Dạ vợ em thích hoa thì xưa nay cũng chưa có tặng. Tặng thì có một lần, thì lần đó thì... Quá lâu rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Bây giờ em tính sao? Thì hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một điều bất ngờ. Em muốn tặng vợ em một bông hoa. Thì, bông thôi à? Một con bông một thôi bó à? Hoa. À, một bông. Dạ. Thì em muốn nói với vợ em là trong lòng anh lúc nào cũng có hai mẹ con em thôi. Không có ai khác nữa. Ôi, lãng mạn quá. Vui không? Xúc đầu. Nói không nên lời nữa. Chắc là đây đang đánh buồn cạp phải không? Đâu để cho người ta nói coi sao. Dạ thì thật sự là bây giờ chồng em thì nếu mà anh thay đổi được, không có còn biết thời gian quan tâm vợ con nhiều hơn thì thật sự là không còn gì hạnh phúc bằng. Thực ra mà nói bây giờ Linh thì khi mà Linh đã hiểu được cái điều Linh có một quá khứ như vậy thì Linh đã xác định được là mình nên làm sao trong cái tương lai tiếp theo của cái gia đình em rồi. Dạ. Đúng không? Phải làm gương cho con nữa nhé. Nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Chào anh chị. Và sau đây là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại hệ thống Singhouse Spa và Cosmetic trị giá 3 triệu đồng. Singhouse chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang hiệu Bifex giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng, trị giá 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng của công ty dược phẩm Hoa Linh, bao gồm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, bảo vệ lợi cắt chân răng, ngăn ngừa nhiệt miệng và nước xịt thơm miệng thảo dược Relux cho hơi thở thơm mát tức thì. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn quay lưng lại nghe kỹ câu hỏi nha. Vợ của bạn thích được tặng món quà gì nhất? Vợ của Linh thích tặng cái gì nhất? Quay qua em hèn em. Hiểu mở lên I love phát vàng lớp nhiễu bộ dáng bộ váy đẹp ngày sinh nhật. Trời ơi, cách xa nhau quá ông ơi. Như vậy là cặp vợ chồng của thầy Linh sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn thùng này. Màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Bên em màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Thử mà chị Vân sẽ mở lên trước nha. 1 2 3. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị mở nào. 1 2 3. Như vậy chúng ta còn một phần quà nữa dành tặng cho khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son.
đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa Viên Nang hiệu Bifex trị giá 2.300.000 đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Câu hỏi như sau. Câu 1, ấn tượng đầu tiên của cô vợ ở cặp đôi thứ nhất khi gặp chồng là như thế nào? Yeah. A. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt. B. Ghét ngay từ lần đầu gặp mặt. Yeah. Và C. Không có ấn tượng gì. Câu 2, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi đã hết rồi. Chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và nếu như chúng ta không coi được các chương trình Vợ Chồng Son đang phát sóng thì chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc trên HTV Entertainment. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị, nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7.